Rồi các bạn thân mến, hôm nay tôi và các bạn sẽ tìm hiểu về một cái chủ đề, đó là cách chào đoàn. Khi mà chúng ta đón khách rồi đó thì chúng ta bước lên xe, chúng ta chuẩn bị một cái khâu rất là quan trọng, đó là chào đoàn. Chào đoàn là cực kỳ quan trọng trong mỗi chuyến đi của chúng ta. Người ta thường nói cái giây phút gặp gỡ khách đầu tiên, có nghĩa là cái giây phút mà chúng ta chào đoàn đó là cái giây phút vàng. Như vậy là chúng ta phải làm sao đó tạo cái ấn tượng cho khách thật là mạnh mẽ trong cái giây phút này. Bởi vì khách sẽ nhớ đến các bạn, nhớ được cái hình ảnh của các bạn, nhớ được cái giọng nói của các bạn. Rồi thì chúng ta phải chỉnh chu khi cái ngày đầu tiên chúng ta đón khách thì chúng ta phải rất là chỉnh chu các bạn ha. Ngoài cái việc mà chúng ta ăn mặc thật là gọn gàng, ăn mặc phải sạch sẽ, có những công ty thì người ta quy định phải ăn mặc theo cái trang phục của công ty, có thể là bằng áo thun có in tên của công ty, hoặc là bằng áo sơ mi quần tây. Có những công ty người ta bắt buộc hướng dẫn viên ngày đầu tiên là phải thắt cravat. Thì đó là những cái quy định của những cái công ty mà chúng ta đang hợp tác. Thì trong vòng khoảng từ 5 tới 10 phút đầu tiên thì chúng ta phải tạo thành cái ấn tượng. Thì cái ấn tượng đó bắt đầu từ cái việc mà chúng ta ăn nói làm sao cho nó liền lạc, cho nó rành mạch, cũng như là chúng cái cử chỉ điệu bộ và thái độ của chúng ta có được nhiệt tình, có được tốt đẹp hay không, là cái giây phút chào đoàn. Nó sẽ ảnh hưởng cả một cái quá trình chúng ta tác nghiệp ở trên cái chuyến đi. Như vậy khi mà chúng ta tạo được một cái ấn tượng cho khách ngay từ giây phút ban đầu thì những cái giây phút sau đó, những cái ngày sau đó chúng ta rất dễ làm việc, cũng như là chúng ta có được một cái hình ảnh tốt trong mắt du khách. Thì tùy theo mỗi các bạn có một cái cách chào đoàn, có một cái cách để mà chúng ta tạo ấn tượng riêng cho khách từ cái giây phút ban đầu. Thì chung quy lại, khi mà chúng ta chào đoàn thì nó có những cách chào đoàn sau đây. Đầu tiên là chúng ta phải thay mặt được công ty du lịch của chúng ta, doanh nghiệp du lịch chúng ta. Chúng ta thay mặt ban giám đốc để chúng ta chào đoàn, gửi lời chào và rồi chúc sức khỏe đến quý du khách. Rồi sau đó là chúng ta sẽ giới thiệu thành phần của tổ phục vụ của công ty du lịch, gồm có nhà xe, gồm có tài xế, rồi gồm có phụ xế, rồi gồm có hướng dẫn viên, hoặc là những cái người của công ty đi theo cùng. Rồi sau đó chúng ta giới thiệu về cái lịch trình trong ngày mà chúng ta đi đó, chúng ta đi tới đâu, chúng ta ăn ở chỗ nào, chúng ta nghỉ ở cái khách sạn nào vào buổi chiều. Rồi đó là những cái, sau đó là những cái nhắc nhở trong cái chuyến đi, trong cái lộ trình của chúng ta. Cái cơ bản là cái lời chào nó là như vậy, nhưng mà để chúng ta thực hiện, để chúng ta nói được một cái câu chào hoàn chỉnh thì nó rất là khó các bạn ha. Và sau đây thì chúng tôi xin gợi ý cho các bạn về cái cách chào. Nếu mà chúng ta đi khách đoàn có 5-7 xe thì cái cách chúng ta mở đầu như thế này: xin hân hoan chào đón tất cả các cô chú anh chị có mặt trên chuyến xe số 1, số 2, số 3, số 4 gì đó. Nếu mà chúng ta đi khách đoàn có nhiều xe thì chúng ta sẽ nói cái số xe, mỗi một xe như vậy người ta gắn đánh cái số trên đó để cho khách không có lên nhầm xe các bạn. Trong chuyến hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt 4 ngày 3 đêm, ví dụ mà chúng ta nhân qua cái việc chào đó thì chúng ta sẽ nói được cái tiếng hành trình của chúng ta là mấy ngày mấy đêm, rồi đi từ đâu và đến cái thành phố nào như các bạn nha. Rồi sau khi chào xong thì chúng ta sẽ thay mặt công ty đây. Lời nói đầu tiên, hướng dẫn xin được phép thay mặt cho công ty ABC gì đó nói tên công ty du lịch của mình ra: xin gửi đến tất cả cô chú anh chị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thì lúc này hướng dẫn mình gặp đầu cho xuống thì khách người ta sẽ tự động vỗ tay. Làm hướng dẫn thì mình không yêu cầu khách phải vỗ tay các bạn ha. Một bạn hướng dẫn nào đó mà cứ yêu cầu khách vỗ tay như vậy thì nó không có chuyên nghiệp chút nào hết. Mình đang giới thiệu về công ty và doanh nghiệp của mình thì mình không yêu cầu vỗ tay các bạn nha. Mình bắt khách vỗ tay chẳng khác nào mình bắt khách phải hoan nghênh về cái dịch vụ mà khách đang sử dụng, mà chưa biết cái dịch vụ đó mình có được làm tốt đẹp hay chưa mà bắt người ta phải vỗ tay như vậy. Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì người ta sẽ rất là khó chịu các bạn ha. Người ta tỏ cái thái độ ra liền với các bạn đó. Rồi thì ở trong đây đó thì tôi chia sẻ các bạn nè, không có sử dụng cái từ là mọi người ơi, chúng ta phải sử dụng cái từ là quý du khách, hoặc là cô chú anh chị, những người lớn tuổi thì là bác nha, là cô là chú. Rồi những cái người mà bằng tuổi với mình hoặc nhỏ xíu thì mình xưng bằng anh với bằng chị nha các bạn ha, hoặc là quý vị. Chứ chúng ta không sử dụng từ mọi người các bạn nha. Thì đây là điều cấm kỵ trong ngành du lịch của chúng ta. Để tiện việc trao đổi và làm việc với nhau thì hướng dẫn xin được phép giới thiệu về phía công ty, mình giới thiệu công ty của khách. Nếu mà để đi khách đoàn, đôi lúc cái người khách ở trên xe của chúng ta đó, người ta không có biết ông trưởng đoàn trong công ty đâu, cho nên là sẵn cái dịp này mình giới thiệu luôn đấy các bạn nha. Về phía công ty của quý vị, chúng tôi xin giới thiệu anh ABC hoặc là ông ABC gì đó sẽ là trưởng đoàn của chúng ta, sẽ là trưởng xe của chúng ta, thì mình nên giới thiệu như vậy. Thì lưu ý cái chỗ này, nếu mà các bạn đi khách lẻ đó thì chúng ta không có giới thiệu về trưởng đoàn, tại khách lẻ là có nhiều gia đình người ta cùng đi, cho nên mình đâu có biết như thế nào đó mà giới thiệu các bạn ha. Thì
Thì thay vì mà chúng ta sẽ giới thiệu về trưởng đoàn đó, thì chúng ta sẽ giới thiệu từng cái đơn vị, từng cái đơn vị mà gửi khách cho công ty của mình. Đến với chương trình du lịch chúng ta thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu công ty, các anh chị đến từ công ty ABC gì đó, chúng tôi sẽ giới thiệu các anh chị của nhóm công ty XYZ gì đó, ví dụ như vậy. Thì chúng ta giới thiệu từ cái công ty thành viên, khách của từ công ty thành viên, thì như vậy sẽ tốt hơn các bạn nha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ giới thiệu về cái đội ngũ phục vụ của công ty của mình. Rồi về phía công ty du lịch, chúng tôi xin giới thiệu một người ốm hay là mập, cao hay thấp, người ta vẫn gọi là bác, tên gì đó, anh tên gì đó, ví dụ vậy nha các bạn nha. Rồi có một người rất là quan trọng nữa là trợ lý của bác tài này các bạn nha, sẽ giúp đỡ chúng ta lên xuống một cách dễ dàng, cũng như là lo cho chúng ta chuẩn bị thật là xịt đẹp. Tôi xin giới thiệu anh B, anh C gì đó, là anh phụ xế các bạn nha. Thì trong ngành du lịch thì chúng ta nên tế nhị chút xíu, đôi lúc là chúng ta nói không khéo thì sẽ bị đụng chạm tới cái nghề nghiệp của người ta, cho nên là chúng ta không sử dụng cái từ lơ xe các bạn ha. Chúng tôi xin giới thiệu anh lơ xe không phải các bạn ha, mình sử dụng cái từ mà trợ lý nha các bạn nha, sử dụng cái từ trợ lý thì nó rất là hay. Như vậy là người ta cũng cảm thấy hãnh diện, người ta cũng thấy là đẹp mặt một chút xíu các bạn nha. Rồi như vậy là bây giờ là tài xế của chúng ta cũng như là anh trợ lý của bác tài đang làm một cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng, đó là điều khiển phương tiện để đưa chúng ta đi, thành thử đồng chút xíu rồi tới chỗ ăn sáng, hoặc là rồi tới trưa hoặc tới chiều gì đó, thì chúng ta có cơ hội để làm quen cũng như là biết mặt với nhau. Rồi nếu trong công ty của chúng ta đó có người điều hành hoặc là hướng dẫn phụ đi theo thì chúng ta giới thiệu các bạn nha. Trên chuyến hành trình của chúng ta ngày hôm nay thì còn có anh A, anh C gì đó là điều hành của công ty du lịch, hoặc là nếu mà bạn nào đi theo thực tập thì mình không sử dụng cái từ thực tập mà nói là một người bạn đồng hành. Ví dụ là trong chuyến đi của chúng ta ngày hôm nay, ngoài hướng dẫn ra còn có bạn ABC gì sẽ là đồng hành cùng cái đoàn của chúng ta. Cuối cùng là chúng ta giới thiệu về bản thân của chúng ta các bạn, và người thưa chuyện với tất cả các anh chị nãy giờ hoặc là cô chú nãy giờ, thì em xin tự giới thiệu em tên là tên gì đó, hoặc là con, nếu những người lớn tuổi quá thì mình sẽ xưng là con. Con xin giới thiệu con tên ABC gì đó sẽ là người bạn đồng hành cùng với tất cả cô chú anh chị trong cái chuyến đi 4 ngày 3 đêm đi Đà Lạt, ví dụ vậy các bạn nha. Mình sử dụng cái từ bạn đồng hành thôi, mặc dù bản thân của các bạn là hướng dẫn, nhưng mà các bạn biết rồi đó, hiện nay ở những cái thành phố lớn, cái việc mà người ta chơi một năm như vậy là 2 lần, 3 lần, 5 lần, 7 lần là chuyện hết sức bình thường. Những cái tuyến du lịch cơ bản ở tại ở nước Việt Nam của chúng ta, du lịch nội địa thì không biết là những cái thành phố lớn này đi chơi một năm có bao nhiêu lần, rồi lúc người ta chở gia đình của người ta một năm thành thì bao nhiêu lần các bạn nha. Cho nên mình hạ thấp một chút xíu ha các bạn ha, mình chỉ nói là mình được vai trò là một người bạn đồng hành thôi, thì lúc bấy giờ đó chúng ta dễ tiếp cận hơn với khách, còn hơn là chúng ta giới thiệu chúng ta là hướng dẫn viên. Trong cuộc sống này không biết ai hướng dẫn ai các bạn nha, có những khách người ta đi rất là nhiều, người ta am hiểu rất là nhiều, cho nên là chúng ta nói nhỏ nhẹ là chút xíu, chúng ta chỉ là một bạn đồng hành cùng với tất cả các cô chú anh chị trong chuyến đi từ thành phố Hồ Chí Minh, đó là 4 ngày 3 đêm, ví dụ vậy các bạn ha, nhẹ nhàng đã liền luôn. Rồi sau khi mà chúng ta giới thiệu vào tổ thành phần phục vụ xong, thì chúng ta sẽ giới thiệu về cái lịch trình trong ngày các bạn nha. Rồi kính thưa cô chú anh chị, bây giờ hướng dẫn xin được phép làm việc sơ cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Sáng ngày hôm nay thì hướng dẫn cùng với xe sẽ đón các anh chị tại điểm hẹn, rồi xe sẽ chúng ta sẽ di chuyển từ theo lộ trình là từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt hoặc đến Nha Trang gì đó, và xe chúng ta sẽ dừng chân lại điểm đầu tiên vào buổi sáng ngày hôm nay, đó là nhà hàng gì đó, để cho đoàn chúng ta dục điểm tâm. Chúng ta nêu tên nhà hàng ra các bạn nha, nêu nhà hàng tên cái chỗ mà chúng ta dừng cho khách dùng điểm tâm đó. Rồi sau khi dùng điểm tâm xong, đoàn chúng ta sẽ tiếp tục khởi hành các bạn nha. Khi mà đoàn chúng ta tiếp tục khởi hành đó, thì vào buổi sáng nó có tham quan điểm gì hay không thì chúng ta sẽ giới thiệu luôn cho đoàn khách biết. Và trưa nay dự kiến khoảng 11:30 đoàn chúng ta sẽ dùng, hoặc là 12 giờ gì đó thì đoàn chúng ta sẽ dùng cơm trưa tại đâu đó, ví dụ tại Phan Thiết hoặc là tại Bổ Lộc gì đó, thì chúng ta sẽ nói cho rõ ràng cái chỗ dừng chân để chúng ta dùng cơm trưa. Rồi sau khi dùng cơm trưa xong, đoàn chúng ta sẽ tiếp tục khởi hành đi Đà Lạt hoặc đi Nha Trang gì đó các bạn nha, tùy theo cái tiến hành trình cơ bản của các bạn. Rồi thì trên cái tiến là từ lúc ăn trưa đó tới chiều đó, chúng ta có tham quan cái điểm gì hay không thì chúng ta cũng có thể giới thiệu luôn. Rồi chiều nay dự kiến là khoảng 16 giờ hoặc là 17 giờ, đoàn chúng ta sẽ đến được khách sạn tên gì đó mấy sao, chúng ta nói rất là kỹ cái này các bạn nha.
Đấy, thì chúng ta sẽ đến khách sạn, chúng ta nhận phòng. Rồi sau khi nhận phòng xong thì tới đây hướng dẫn sẽ thông báo các anh chị cái giờ tập trung là để chúng ta dùng chúng ta sẽ dùng cơm tối. Chương trình du lịch ngày mai thì hướng dẫn sẽ xin được phép giới thiệu vào chiều nay. Thì các bạn nha, mình không có nói sớm qua cái ngày hôm sau. Tại vì nói như vậy là khách cũng không nhớ gì đâu các bạn ha. Chúng ta không có chuyên nghiệp gì hết. Như vậy là chiều lúc mà chúng ta đón khách dùng cơm tối đó, hoặc là gần tới khách sạn, nếu mà ăn có ăn cơm chiều mà tại khách sạn luôn đó, thì gần tới khách sạn thì chúng hướng dẫn sẽ sử dụng cái nghiệp vụ của mình là thông báo cái chương trình ngày mai cho khách biết luôn. Thì đây sẽ có lộ trình của các bạn mà chúng ta chọn là chúng ta chọn cái cách để chúng ta giới thiệu chương trình những cái ngày tiếp theo là vào buổi chiều, hay cái buổi chiều chúng ta dùng cơm tối, hay là cái lúc mà chúng ta chuẩn bị về khách sạn, thì tùy mỗi hướng dẫn các bạn nha. Rồi sau khi chúng ta giới thiệu về cái lịch trình cơ bản xong, chúng ta hỏi khách rồi tất cả cô chú anh chị mình có thắc mắc gì về cái chương trình và hướng dẫn vừa nói không ạ? Đôi lúc người ta không có nghe rõ, hoặc là người ta không có nghe kỹ là tham quan những cái điểm gì, tên gì, khách sạn mấy sao, thì người ta sẽ hỏi lại các bạn. Rồi mình phải để cái thời gian để trao đổi cùng với du khách. Rồi sau khi mà khách nó hỏi xong tất cả mọi thứ rồi, mình chuyển vào một cái chủ đề khác. Tới đây thì mình sẽ quan tâm tới sức khỏe của khách liền. Cho hướng dẫn hỏi là trên xe chúng ta có anh chị nào đi xe không quen không ạ? Hay bị buồn nôn, hay là bị nhức đầu, hay là bị gì không ạ? Bởi vì hướng dẫn có chuẩn bị cho tất cả các anh chị đó là những cái bọc ni lông. Nếu anh chị nào có cần đó thì liên hệ với hướng dẫn, và hướng dẫn nào có đem theo thuốc chống xe, chống ói gì đó thì chúng ta cũng giới thiệu luôn. Hoặc là anh chị nào mà cảm thấy mà mình bị buồn nôn quá đó, một chút xíu nữa đi ngang cái chỗ mà mua trái cây, hoặc là chỗ ăn sáng người ta có bán cái trái cam, trái quýt gì đó, thì mình khuyến khích khách là nên mua cái loại trái quýt hoặc trái cam này, mình lấy cái vỏ của nó đó, đấy, mình nặn cái tinh dầu nó vào cái ngay trong mũi này nè, làm cho khách nó đỡ có bị buồn nôn hơn. Hoặc còn một cái cách nữa mà cái này là cái mẹo các bạn nha, cái mẹo để trị buồn nôn đó. Khi mà khách bị buồn nôn đó thì chúng ta nhất quyết là chúng ta không có cho những cái người khách này ngồi những cái băng ghế đầu tiên các bạn ha. Băng ghế đầu tiên là hướng dẫn ngồi rồi thì chúng ta không cho khách ngồi trên vị trí này. Bởi vì cái vị trí mà cái băng đầu tiên đó là ngồi ngay cái bánh xe các bạn ha, ngay cái bánh xe trước luôn đó, nó rất là sốc. Với phần đã ngồi trên đây là cái chạy đó các bạn, nó lướt cây rồi cục điện rồi lướt như vậy đó, khách nó sẽ càng sai hơn. Như vậy là cái vị trí mà ngồi cân bằng ở trên xe mà đẹp nhất các bạn ha, là từ cái băng thứ hai cho đến băng thứ tư, thứ năm, đây là những cái vị trí mà cân bằng nhất cái trên xe là đẹp nhất đó các bạn. Thì mình khuyến khích khách nào mà hay buồn nôn nó đổi chỗ cho những cái anh chị mà mạnh khỏe hơn. Rồi hướng dẫn có một cái mẹo nhỏ như vậy cũng xin chia sẻ cùng với tất cả các anh chị luôn. Thì anh chị này hay buồn nôn đó, chúng ta lấy cái tay phải, chúng ta để vào cái tay trái chúng ta như này, chúng ta so lên cho nóng lên như thế này các bạn. Đây là cái động mạch chủ nè, đây là cái động mạch chủ, mình so như thế này cho nó giãn mạch máu ra, cho cái máu lưu thông được tốt, máu nó bơm lên trên não của mình, làm cho mình không có chóng mặt các bạn. Chóng mặt thì buồn nôn các bạn nha. Thì đó là cũng cái mẹo đấy, mình so xong bên đây xong cái mình so ngược lại bên đây các bạn nha. Đấy đó. Thì nếu mà bạn nào hay nữa thì lúc mình họp đoàn đó, họp đoàn trước khi khởi hành đó, thì các bạn thông báo anh chị nào mà bị buồn nôn nhiều khi đi xe đó thì chúng ta uống thuốc trước, hoặc chúng ta mua cái miếng cao dán tròn tròn đó, chúng ta dán nó sau bên tay đấy các bạn nha. Thì đó là tất cả những cái dịch vụ của các bạn hướng dẫn. Rồi sau khi cái phần này xong qua rồi đó thì chúng ta xin nhắc nhở khách những cái điều lưu ý trên xe. Rồi đầu tiên là mình nhắc khách ha các bạn ha, xe của chúng ta là xe máy lạnh, cho nên xe máy lạnh thì xe bít bù không có mở cửa được các đâu quý vị nha. Cho nên anh chị nào, cô chú nào muốn hút thuốc đó thì chúng ta không hút thuốc trên xe, kể cả là thuốc lá điện tử. Mình phải nhắc nhở các anh chị, các cô chú như vậy, lúc hút thuốc trên xe như vậy là sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người khác. Đó, mình nhắc cho các anh chị ha. Rồi trên xe của mình, do xe của mình sử dụng liên tục trong 3 ngày, 4 ngày gì đó, cho nên mong tất cả các cô chú anh chị chúng ta giữ gìn vệ sinh chung. Ở phía trước của hướng dẫn này có một cái thùng rác nha, anh chị nào, cô chú nào có rác đó, xin vui lòng bỏ rác vào cái thùng rác phía trước giùm hướng dẫn. Hướng dẫn xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã hợp tác cùng với hướng dẫn ạ. Thấy không, mình nói nhẹ nhàng một cách đơn giản như vậy đó các bạn. Rồi mình hướng dẫn cách khách sử dụng cái ghế bật. Rồi anh chị nào mình lên xe mình cảm mình muốn nằm nghỉ ngơi hoặc là muốn ngủ một chút xíu đó, thì cái ghế của mình bật được lên các anh chị ha, ở phía dưới của chúng ta đó, ở dưới tay ngay cái tay vịn của chúng ta đó, cái tay ghế đó nó có cái nút tròn tròn đó, hoặc là có một cái nút kéo đó, thì chúng ta kéo cái cần đó thì chúng ta gã cái lưng ra thì cái ghế nó sẽ bật ra phía sau đấy. Thì mình hướng dẫn cách sử dụng cái thiết bị này các bạn nha. Rồi ở trên đầu các anh chị đó nó có một cái lỗ thông hơi đó, hơi lạnh nó sẽ ra từ cái lỗ hơi này. Thì anh chị nào cảm thấy mà gió nó mạnh quá thì anh chị có thể vặn lại bớt,
Còn chị nào cảm thấy nóng quá thì mình vặn cho ra cho gió nó ra cho nhiều cho mát. Rồi hướng dẫn cũng xin lưu ý tất cả các anh chị là chúng ta đừng có để cái hơi gió này nó ngay đỉnh đầu của mình. Thì khi mà để ngay đỉnh đầu như vậy là làm cho chúng ta giờ tới chiều là chúng ta bị nhức đầu hoặc là bị bệnh hoặc là bị cảm. Đặc biệt là những cái mùa mà nóng các bạn nha, mình xuống xe thì nóng, lên xe là mát, mà cứ cái lỗ thông hơi này mà nó cứ rội ngay đầu thì khách nó sẽ bị bệnh các bạn nha. Đó thì đó là những cái nhắc nhở. Rồi chúng ta còn nhắc nhở khách về những cái tư trang nữa các bạn ha. Đấy, những cái tư trang cá nhân đó. Chương trình tham quan du lịch của chúng ta đi tới 4 ngày 3 đêm ví dụ vậy ha, hoặc là dài hơn nữa thì tùy các bạn. Cho nên là tất cả những cái hành lý hoặc là tư trang của tất cả các anh chị chúng ta nên tự giữ nha. Các anh chị xuống xe lên xe cẩn thận, anh chị xuống xe thì lấy mang theo tất cả những vàng bạc đô la lá quý hộp sòn vậy đó, chúng ta nhớ mang theo. Đôi lúc cái này cũng khó nói lắm các bạn ha, chúng ta không nhắc là đôi lúc khách bỏ quên ở đâu đó rồi nó cứ bỏ trên xe, rồi xong rồi nghi ngờ lẫn nhau, nghi ngờ cả thành viên trong đoàn, được nghi ngờ hướng dẫn, được nghi ngờ tài xế phụ xế nữa, rất là phức tạp. Cho nên là các bạn phải thông báo cái này cho thật là kỹ. Một cái chuyến đi có thành công hay không là do một anh hướng dẫn người ta có thông báo kỹ càng hay không thôi các bạn nha. Ngoài ra thì chúng ta còn phải nhắc nhở những cái chuyện khác, chẳng hạn như là xuống xe lên xe như thế nào cho cẩn thận, nhìn trước nhìn sau trước khi băng qua đường, rồi chúng ta nhắc nhở cái màu xe của chúng ta, rồi cái bảng số xe của chúng ta, bảng số xe của chúng ta là xe số mấy đó, rồi xong rồi màu sơn xe của chúng ta là màu gì. Tại vì có rất là nhiều khách khi mà chúng ta trước khi chúng ta dừng chân ăn sáng hoặc là ăn trưa hoặc là ăn chiều đó thì khách hay lên nhầm xe các bạn. Khách không để ý là lên nhầm xe, cho nên chúng ta phải phân biệt cái màu xe cho khách biết cũng như là bảng số xe luôn. Rồi mình thông báo cho khách để các dịch vụ mà khách được hưởng ở trong ngày, chẳng hạn như chúng ta hoặc là trong chuyến đi. Trong chuyến đi này thì hướng dẫn xin gửi tất cả các chị phần quà của công ty. Chúng ta có thể là phát chỗ sách, chúng ta có thể là phát nón, chúng ta có thể là phát nước. Mình nói thông báo cho kỹ luôn. Nón thì suốt chuyến đi chúng ta chỉ nhận được một cái nón thôi. Rồi trong hành trình chúng ta là mỗi ngày chúng ta nhận được một chai nước và một cái khăn. Ví dụ như vậy thì chúng ta thông báo cho thật là kỹ về cái này. Rồi còn cái nón của quý vị thì cho hướng dẫn xin chia sẻ một điều rất là quan trọng luôn. Ở phía trước mặt chúng ta đó, ở cái ghế chúng ta ngồi đó thì nó có cái ghế của người ngồi trước á, nó có cái quai nắm. Cho nên là tất khi mà hướng dẫn phát cho các anh chị cái nón của công ty đó, các anh chị vui lòng móc cái nón vào ở phía sau, ở phía trước mặt mình. Như vậy là khi mình xuống xe đó, cái nón ở trước mặt mình không bao giờ quên được. Xuống xe cái mình lấy cái nón của mình đội lên trên đầu, khi lên xe mình móc lên trên cái ghế ở phía trước đó. Đấy, khi về đến khách sạn mình không cần phải đem xuống các anh chị nha. Đôi lúc các anh chị đem xuống mình để trên phòng đó, cứ mình xuống mình tham quan cái mình quên mình để ở trên phòng. Như vậy là những cái buổi tham quan của mình rất là nóng các anh chị. Như vậy là chúng ta có thể là bị bệnh như thế này thế kia, thì chúng ta xin nhắc nhở rất là kỹ về cái việc này. Thông báo luôn về cái việc chỗ ngồi. Rồi các anh chị mình đã ổn định chỗ ngồi từ sáng giờ các anh chị nha. Một chút xíu tới chỗ ăn sáng hoặc là những cái buổi tham quan còn lại của chuyến hành trình của chúng ta đó, các anh chị nào muốn đổi chỗ ngồi của mình thì các anh chị nên thương thảo với cái người ngồi trước đó và hướng dẫn cho các anh chị nha. Chứ chúng ta đừng có tự ý lên ngồi xong rồi chút xíu ta không có chỗ ngồi, như vậy là rất là phiền các anh chị. Như vậy là hướng dẫn xin cảm ơn tất cả các anh chị hợp tác cùng hướng dẫn về cái việc này ạ. Thì chúng ta phải nhắc nhở trước luôn. Còn khách lẻ thì dễ các anh chị ha. Khách lẻ nếu mà đi trong nội địa là khi mình mua cái vé thì bao giờ cái vé trên cái vé đó cũng có số ghế ngồi rồi, thì chúng ta không phải đắn đo suy nghĩ gì cả. Đó là tất cả những cái gì mà trong cái phần thành phần mà chào đoàn mà chúng ta cần phải biết, chúng ta phải làm cho đầy đủ. Tuy nhiên các bạn phải dạy soạn cho thật là kỹ về cái này. Các bạn học cho thuộc luôn về cái bài chào đoàn của mình. Khi mà đụng chuyện hoặc là khi mà chúng ta đi hướng dẫn thì chúng ta cứ việc sử dụng theo những gì mà chúng ta đã soạn và chúng ta đã học thôi. Thì như vậy là chúng ta tạo được một cái ấn tượng rất là quan trọng cho khách trong những cái giây phút đầu tiên mà chúng ta gặp được đoàn, gặp được du khách. Thì những cái buổi sau chúng tôi xin chia sẻ các bạn về cái cách mà chào đoàn tạm biệt. Rồi tôi xin chia sẻ cho các bạn về cái cách mà chúng ta chào đoàn đi du lịch inbound, đi inbound chào khách. Hồi nãy giờ chúng tôi chỉ chia sẻ về cái cách mà chúng ta chào về nội địa thôi, chứ còn chào về inbound thì nó phức tạp hơn rất là nhiều so với chào nội địa các bạn nha. Rồi chúc tất cả các bạn thành công. Xin thân ái chào tất cả các bạn.